ghế vật lý trị liệu Ainai của Lusago với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật Split L-Track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lusago là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. His Excellency Prime Minister Phạm Minh Chính. Prime Minister Phạm Minh Chính is a member of the Politburo of the Vietnamese Communist Party and the head of government of Vietnam. Please join me in welcoming Prime Minister Chính. Thưa các nhà lãnh đạo của trường Harvard Kennedy, thưa tất cả các quý vị khách quý. Hôm nay tôi đến đây trong một cái bối cảnh là vừa dự cái hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN do Ngài Tổng thống Joe Biden mời và tổ chức thành công và kết thúc chiều hôm qua. Và trong suốt 3 ngày vừa qua thì tôi đã gặp tất cả các nhà lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ. Tổng thống, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, các bộ trưởng, các đặc phái viên, các trợ lý. Và cũng có nhiều cuộc thảo luận hết sức là thẳng thắn, cởi mở và hết sức là trách nhiệm. Trên một cái tinh thần là tin cậy, trách nhiệm và chân thành. Vì vậy cho nên là cũng có rất nhiều những cái thông tin mà thu được rất nhiều cái kết quả qua cái hội nghị cũng như là các cái cuộc gặp gỡ vừa qua. Thì cái bối cảnh mà hôm nay tôi đến trường Harvard Kennedy thì đấy là trong cái bối cảnh như vậy. Và hôm nay tôi cũng rất xúc động là cái ngày các bạn đang nghỉ, ngày thứ bảy, nhưng mà cũng đã tranh thủ đến tại cái hội trường này để nghe chúng tôi trao đổi, chia sẻ một số cái vấn đề liên quan đến Việt Nam, rồi các cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Tôi thực sự là xúc động và cảm ơn tất cả các bạn. Trường Harvard Kennedy là một cái trường, một trong những trường nổi tiếng của Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới. Như chúng ta đã biết, và bang Massachusetts thì lại là cái nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới, trên đường tìm đường cứu nước thì có ghé qua Massachusetts. Và chính cái sự kết duyên này mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã tìm thấy cái con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của nước Mỹ, và tìm thấy cái bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Và đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi người đọc cái tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì người đã lấy một đoạn rất quan trọng của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Thì ở đây là cái duyên nợ giữa Việt Nam, hay là cái kết nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, là từ cái bản tuyên ngôn độc lập 1776. Và Bác Hồ của chúng tôi lấy những cái tư tưởng về độc lập tự do để viết trong cái bản tuyên ngôn độc lập của mình. Vì vậy cho nên là tôi đến đây với một cái tình cảm gọi là tình cảm kép, cả về sự quý trọng của Đại học Harvard và cả về cái lịch sử kết nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với cái tư tưởng độc lập tự do. Và sau này tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi là không có gì quy hơn độc lập tự do cả. Thì đấy là cái kết nối hết sức là quan trọng mà tôi cũng rất xúc động để chia sẻ cái này với các bạn. Việc tôi có mặt ở đây cũng thể hiện cái tư tưởng độc lập tự do cho cái
mối quan hệ của hai dân tộc chúng ta, thể hiện cái tầm nhìn, cái mối quan hệ của hai nước thì được kết nối từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, như tôi nói, trên đường đi tìm đường cứu nước. Và rồi sau này khi mà người trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đã gửi thư cho Tổng thống Truman vào ngày 18 tháng 1 năm 1946 để nói về cái quan hệ của hai nước. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là như vậy. Và do cái thăng trầm của lịch sử cho nên là cái mối lương duyên của Hoa Kỳ và Việt Nam thì có lúc thăng trầm và có lúc đột phá. Thăng trầm và đột phá như thế nào thì chắc các ngài, các quý vị đã biết. Tuy nhiên là sau 27 năm bình thường hóa quan hệ từ năm 1995 và năm 2000 thì có cái ký kết hiệp định thương mại tự do của hai bên. Thì cho đến bây giờ thì cái mối quan hệ này phát triển rất là tốt đẹp. Và trong 27 năm đó thì có 4 lần Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Và Tổng thống Biden thì chưa đến thăm Việt Nam được, nhưng mà cử bà Harris đến thăm Việt Nam trong cái lúc dịch bệnh đang ở cái đỉnh cao, hay là cái đỉnh dịch vào tháng 7 năm 2021 của chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã có những cái cuộc thảo luận rất thẳng thắn về chính sách cũng như là về cái phòng chống dịch, rồi cái mối quan hệ của hai nước và những cái vấn đề liên quan đến hai nước cùng quan tâm. Và tôi cũng cung cấp thông tin cho các bạn là sau 27 năm bình thường hóa quan hệ thì cái phát triển rất nhiều mặt, cả về chính trị, cả về ngoại giao, cả về kinh tế thương mại đầu tư, và đặc biệt là kinh tế thương mại đầu tư và tài chính là cái trụ cột chính, cả về an ninh quốc phòng. Nhưng mà cái mối quan hệ này nó toàn diện như vậy, nhưng mà nó phục vụ cho cái lợi ích của hai đất nước, của hai dân tộc. Nó phục vụ cho cái nguyện vọng của nhân dân hai nước. Và nó phục vụ cho cái hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cái quan trọng nhất là như vậy. Còn ai xuyên tạc, ai suy nghĩ cái gì thì đó là cái quyền của họ, chúng ta không thể nào ta ngăn cản được. Nhưng mà cái quan trọng là tôi hệ thống lại như thế để cho các bạn thấy rõ cái mối quan hệ của chúng ta. Và trong đó thì cái thương mại thì đóng vai trò hết sức là quan trọng. ASEAN là cái khu vực mà rất là năng động. Nước Mỹ thì giàu có. Cho nên tôi có nói với lại các nhà lãnh đạo Mỹ thì ASEAN với lại nước Mỹ thì như là một cô gái đẹp với lại một chàng trai khỏe mạnh cần nhau. Tức là ASEAN thì là rất năng động, sáng tạo. Còn nước Mỹ thì hết sức là khỏe mạnh, hết sức là hùng mạnh về mặt kinh tế. Cho nên là một chàng trai khỏe mạnh thì rất cần một cô gái đẹp và dịu dàng để chăm sóc và kết duyên với nhau. Tôi hình dung như vậy. Và trong cái mối quan hệ của chúng ta giữa Mỹ và Việt Nam thì như bạn ấy tôi nói đấy, có thăng trầm, có đột phá. Thì như là chúng ta làm một cái món ăn ấy thì cần phải có vị ngọt, vị chua, vị cay và cả vị đắng nữa. Nhưng mà nếu không có cái vị đấy thì cái món ăn nó không ngon. Đấy. Trong quan hệ Việt Nam Mỹ cũng thế, nó có những cái vị thế này, vị thế kia, nhưng mà cuối cùng là chúng ta thích cái món ăn đấy là cái quan trọng nhất. Và cái mối quan hệ này thì tôi cũng nói luôn là trong cái thương mại hai chiều của Việt Nam, của Mỹ và ASEAN trong năm 2021 thôi, là trong cái điều kiện hết sức khó khăn là 362 tỷ. Nhờ viên Việt Nam là 112 tỷ, tức là chiếm gần 1/3 cái quan hệ thương mại của ASEAN, để thấy cái tầm quan trọng của cái quan hệ kinh tế Việt Nam và Mỹ như thế nào. Rồi Mỹ cũng là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và Việt Nam là một cái đối tác thương mại đứng thứ 9 của Mỹ, của Hoa Kỳ. Và chúng ta đang thể hiện cái tầm nhìn về mối quan hệ của hai nước chúng ta
ngoài cái mối lương duyên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã xây dựng và có cái tư tưởng rất là cởi mở đối với Hoa Kỳ ngay từ năm 1946, thì cái cuộc viếng thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, khi đó là Tổng thống Obama và ông John Biden là Phó Tổng thống, thì đã có một cái tuyên bố tầm nhìn của Việt Nam và Hoa Kỳ với cái nội dung hết sức là quan trọng, đó là tôn trọng thể chế chính trị và tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đây là cái nền tảng quan trọng, hết sức quan trọng để chúng ta thúc đẩy cái quan hệ. Và hiện nay đang đi theo cái hướng như thế này và trên thực tế là có hiệu quả. Và Mỹ thì luôn luôn khẳng định là mong muốn có một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và độc lập. Ban nãy tôi có trao đổi rất thẳng thắn với ông John Kerry về cái quy hoạch liên quan đến cái chuyển đổi về năng lượng. Tôi cũng nói rất rõ ràng, ai giúp cái gì nhưng mà phải giúp Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và độc lập, chứ không thể phụ thuộc. Tôi cũng nói rất là thẳng thắn, chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Và chỉ có chân thành như thế, chỉ có lòng tin như thế và chỉ có trách nhiệm như thế thì mới có thể có kết quả. Thì tôi cũng nói rất là thẳng thắn như vậy. Thế thì tôi đến đây để trao đổi một cái nội dung là về xây dựng một nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, nhưng mà lại chủ động tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và có hiệu quả. Hai cái này nó như là đối lập với nhau, nhưng mà nó lại rất là quan trọng và nó không thể thiếu nhau được, hay là nó gọi là một cặp phạm trù. Đấy, trong triết học thì người ta nói là như vậy. Và vì sao thì chúng tôi lại như vậy? Vì thứ nhất là chúng tôi không lựa chọn cái nền kinh tế đóng, mà luôn luôn là kiên định cái đường lối đổi mới mở cửa. Đổi mới là như thế nào? Đổi mới của chúng tôi thì dựa trên ba cái trụ cột chính. Thứ nhất là xóa cái quan liêu bao cấp. Tất nhiên bây giờ nó vẫn còn rơi rớt, sau 35 năm thì nó vẫn còn, nhưng mà cái cơ bản là xóa quan liêu bao cấp. Cái thứ hai là đa sở hữu. Và cái thứ ba là hội nhập. Đấy là cái đổi mới của chúng tôi là như vậy. Mở cửa chúng tôi là như vậy. Nhưng mà lại chủ động tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất hiệu quả với bên ngoài. Cái thứ hai là tạo cái môi trường và điều kiện thuận lợi để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư. Hay nói cách khác là bảo đảm cái hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro và tuân thủ pháp luật của các nhà đầu tư. Cái thứ ba là mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế để mà giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, giải quyết các vấn đề có cái tính mà các bên quan tâm. Ví dụ như tôi nói vấn đề Covid vừa rồi là vấn đề toàn cầu. Mà đã gọi là vấn đề toàn cầu thì phải có cách tiếp cận toàn cầu. Cách tiếp cận toàn cầu ở đây là cái gì? Là phải kêu gọi đoàn kết quốc tế, là phải chung tay để mà chống Covid và đề cao cái chủ nghĩa đa phương. Và trên thực tế khi chúng ta thực hiện cái này thì chúng ta mới có hiệu quả như ngày nay. Chúng ta ngồi trong đây, trong cái khán phòng này, chúng ta không phải đeo khẩu trang, gặp nhau chúng ta vui vẻ. Thì đây là cái kết quả, cái này không phải là chỉ riêng một nước. Mà vấn đề toàn cầu thì không thể có một cái đất nước nào có thể tự giải quyết một mình được, mà phải có cái chung tay đoàn kết toàn cầu, và phải có cái tiếp cận toàn cầu, và phải đề cao chủ nghĩa đa phương. Và trên thực tế là như vậy. Và nhân đây thì chúng tôi cũng cảm ơn các bạn Hoa Kỳ, cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ là một trong những nước mà giúp đỡ chúng tôi vaccine vào loại nhiều nhất, kể cả thông qua COVAX, cơ chế COVAX, kể cả giúp đỡ trực tiếp và kể cả cái việc mua bán thương mại. Thì đấy là cái tôi muốn nói cái liên quan đến cái đảm bảo hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro, tuân thủ cái pháp luật, rồi liên quan đến cái là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Và cái cách nhìn của Việt Nam về cái vấn đề toàn cầu là như vậy. Và nhờ đường lối đổi mới như vậy, cho nên là chúng tôi xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong suốt 35 năm vừa qua. Và chúng tôi đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những cái thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Và Tổng Bí thư của chúng tôi đã từng nói
là chưa bao giờ Việt Nam có được cái cơ đồ, cái tiềm lực, cái vị thế và uy tín như ngày nay. Và được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 thông qua cái đánh giá này. Thì đấy là cái mà chúng tôi rất tự hào sau 35 năm đổi mới. Vì sao tôi nói cái này? Vì như các bạn đã biết, trước khi đổi mới, cái nền kinh tế của chúng tôi chỉ 4,2 tỷ đô la thôi. Cộng trừ nhân chia mãi chỉ được 4,2 tỷ đô la thôi. Bình quân đầu người lúc bây giờ chỉ là 100 đô la. Và cho đến năm vừa rồi thì chúng tôi đạt 362 tỷ đô la. Bình quân đầu người là 3.700 đô la, tăng khoảng 26 lần. Và từ một nước nghèo, một nước khó khăn, thoát ra khỏi chiến tranh. Chúng tôi thế kỷ thứ 21 gần như là chỉ có chiến tranh. Một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, điện thì phập phùng, ngày có ngày không. Chuỗi lao động cung ứng toàn cầu thì chưa được tham gia, là vì toàn quan liêu bao cấp nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thế nào? Chúng tôi làm đủ ăn. Thứ nhất là làm đủ ăn. Không những đủ ăn mà còn xuất khẩu gạo. Xuất khẩu gạo, xuất khẩu nông sản vào loại đứng đầu trên thế giới. Và tham gia vào cái đóng góp cho cái an ninh lương thực của thế giới. Cái thứ hai là thu đủ chi. Thu ví dụ như là ngay cái năm ngoái chúng tôi khó khăn như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn là thu, vượt thu gần 20%. Thì cân đối thu chi và còn thừa dư ra khoảng 20%. Ví dụ như thế. Cái thứ ba là xuất đủ nhập, xuất siêu hơn 4 tỷ đô la. Rồi đảm bảo các cái ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi nói ví dụ như thế để thấy cái thành tựu. Và đưa Việt Nam trở thành cái nền kinh tế đứng thứ tư trong ASEAN và một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Và là nước có mạng lưới 15 cái hiệp định thương mại tự do AFTA đã ký. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục đàm phán thêm 2 cái hiệp định thương mại nữa. Và như vậy để thấy cái hội nhập của chúng tôi rất là lớn. An sinh xã hội và đời sống nhân dân thì được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Liên Hợp Quốc hiện nay khoảng 2,2% năm 2021. Thì trong lúc trước khi đổi mới thì cái tỷ lệ này trên 50%. Thì để thấy cái thành quả chung rồi đấy. Và vì vậy cho nên chúng tôi mới đặt vấn đề là tại sao lại phải xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ nhưng mà lại phải tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Và một số cái quan điểm của nó là như thế nào. Rồi một số cái nhiệm vụ giải pháp làm sao. Thì sau đây tôi trình bày thêm về những cái vấn đề này. Đấy, cái độc lập tự chủ của chúng tôi và tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và có hiệu quả. Thì tôi đã báo cáo chính 35 năm vừa qua. Và nhất là sau cái sự kiện bình thường hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau 27 năm thì đạt được những cái kết quả như vậy. Và đạt được những cái kết quả như vậy thì chúng tôi lại có thêm cái kinh nghiệm để chúng tôi làm trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên là cái vấn đề này thì chúng tôi làm sâu sắc hơn thôi. Vẫn phải xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ và vẫn phải tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thì nó có mấy cái lý do. Một là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và thế giới phẳng hiện nay thì chúng ta không thể làm một mình được. Như tôi nói ngay thẳng cái chống Covid, cái chống biến đổi khí hậu, nó rồi những vấn đề liên quan đến cạn kiệt tài nguyên, vấn đề dịch bệnh, vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, an ninh truyền thống, vân vân. Không ai làm được một mình cả, kể cả nước Mỹ cũng không làm được một mình. Vì sao tôi nói ví dụ là dịch Covid chẳng hạn, nước Mỹ không thể an toàn nếu trên thế giới này còn các nước còn đang có mắc bệnh Covid, còn phải chống Covid. Không có người dân nào an toàn nếu như người dân khác mắc bệnh Covid. Thì tôi nói cái bối cảnh thế giới thế thì là vì sao phải hội nhập. Và thời gian gần đây thì tình hình thế giới rất là phức tạp, khó lường. Bởi vì mấy cái yếu tố, một là cái cạnh tranh nhé, chiến lược. Cái thứ hai là xung đột thì vẫn có. Đấy. Rồi cái thứ ba là rủi ro tài chính, tiền tệ quốc tế, đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Và cái thứ ba là phản ứng với mặt trái của cái
cái toàn cầu hóa cũng như là công nghiệp 4.0, nó có cái mặt trái của nó. Và nhất là cái vấn đề tình hình chính trị, địa chính trị thì hiện nay nó vẫn có những cái tổng thể thì hòa bình nhưng mà cục bộ vẫn có chiến tranh. Tổng thể thì hòa hoãn nhưng mà cục bộ vẫn căng thẳng. Tổng thể thì là ổn định nhưng mà cục bộ thì vẫn có xung đột. Ta nhìn thấy rất là rõ cái này. Vì vậy cho nên là chúng ta phải chung tay chung sức, tức là phải vừa phải độc lập tự chủ nhưng mà vừa phải hội nhập là như vậy. Rồi trong cái bối cảnh đó thì đòi hỏi các nước phải chủ động hơn trong xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ. Chúng ta đã biết nếu như mà một nước mà không có cái nền kinh tế độc lập tự chủ mà không thể đủ sức chống chịu với những cái sự biến động của bên ngoài như là chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nhưng mà nếu như chỉ có độc lập tự chủ không, đóng cửa, độc lập tự chủ tự cung tự cấp thì cũng thất bại. Thế độc lập tự chủ nhưng mà lại phải chủ động tích cực hội nhập và là như vậy. Thì tôi muốn nói lý giải cái chỗ này, tại sao lại phải có cái độc lập tự chủ và có cái tích cực chủ động hội nhập. Và cái xu hướng chung là mong muốn của hầu hết các cái quốc gia và các nước đang phát triển hiện nay là hướng tới xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh. Cái xu hướng chung là như vậy. Còn cách làm thì mỗi quốc gia có cách làm có khác nhau. Nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào cái điều kiện cụ thể của mỗi nước. Và đẩy mạnh cái công nghiệp hóa quốc tế, công nghiệp, rồi nhằm vươn lên thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển. Trong đó chủ động đề cao cái chủ nghĩa đa phương, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, rồi hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, kinh tế số, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các nước đang đi theo cái chiều hướng này. Và thực tiễn cho thấy thì để thành công của mỗi nước thì đều cần cách làm lộ trình bước đi phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúng tôi cũng không thể giống các nước trong ASEAN được, mặc dù trong cái cộng đồng ASEAN nó có những cái điểm tương đồng và có những điểm khác nhau. Nhưng mà mỗi người đi có cái cách đi của mình. Cách đi hiệu quả nhất là cái cách đi khôn ngoan, thông minh nhất. Thì các nhà hoạch định chính sách là phải hoạch định đúng. Mà muốn hoạch định đúng thì là phải nắm bắt tình hình đúng, theo dõi tình hình đúng, dự báo tình hình đúng. Thì mới hoạch định đúng được. Nhưng mà hoạch định đúng rồi thì làm sao huy động được nguồn lực, làm sao huy động tổ chức thực hiện được thì lại là cả một cái câu chuyện khác nữa. Tuy nhiên là hoạch định đúng là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cần phải có đường hướng như vậy. Thì thực tiễn để cho thấy thì là nó có những vấn đề mang tính phổ quát mà tôi thấy cũng cần phải chia sẻ với các bạn. Là cái độc lập tự chủ về kinh tế thì gắn liền với độc lập tự chủ về chính trị, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chẳng có ông nào mà nếu mà nói là tôi độc lập về kinh tế mà lại tôi có thể độc lập được cả về chính trị và đối ngoại, và nhất là trong cái công cuộc hội nhập hiện nay. Nó có mối quan hệ với nhau. Kinh tế gắn liền với độc lập, kinh tế gắn liền với độc lập tự chủ và chủ động về chính trị, đối ngoại và hội nhập. Cái thứ hai là phải tôn trọng sự khác biệt. Và cái thứ ba là sự đa dạng phong phú của kinh tế toàn cầu là lợi thế của quốc gia. Tôi nghĩ cái chỗ liên quan đến cái tính phổ quát rồi là chúng ta phải tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các cái nước khác khi chúng ta hội nhập. Chúng ta hội nhập mà chỉ lo đến của mình không thôi, chỉ lo lợi ích của mình không thôi thì không phải hội nhập, tôi cho không phải hội nhập, mà cái đấy không thể hội nhập được. Hợp tác với nhau mà chỉ có là mình có lợi thôi thì làm sao gọi là hợp tác. Thì đấy là cái tôi muốn nói là cái lợi ích thì là cái quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các quốc gia phải được tôn trọng và dựa trên cái hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, kể cả trong quan hệ kinh tế. Vấn đề thứ hai tôi muốn chia sẻ là sự cần thiết phải xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam. Đây là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chúng tôi. Và cái tư tưởng đấy nó kết nối như tôi nói ban đầu ấy, là chính là cái tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do mà người tìm được
từ cái tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 1776 gắn liền với mở cửa và hợp tác quốc tế. Cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi ngay từ lúc đầu xây dựng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có cái tư tưởng này. Và tôi dẫn chứng ở đây là trong lời kêu gọi Liên Hợp Quốc tháng 12 năm 1946, người đã nêu rõ đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực. Ông đã gửi cho Liên Hợp Quốc cái này rồi. Cái thứ hai là nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Thì ông sẵn sàng mở cửa để cho các nước vào đầu tư. Vấn đề tư tưởng rất mới ngay từ ngày đầu lập nước. Và nước Việt Nam thì sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay, đường xá, giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh của quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi nói từ năm 46, hội nhập từ năm 46 với cái tư tưởng như vậy, chứ không phải bây giờ mới nói cái tư tưởng hội nhập. Nên tất nhiên tôi nói qua cái thăng trầm lịch sử thì chúng tôi phải qua những cái này kia, thì mãi đến sau năm 1986 thì mới đưa vào đổi mới, thì mới cái tư tưởng này mới được cụ thể hóa một cách nó cụ thể và sâu sắc. Và cái thứ ba là nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Thì là tham gia tất cả các cái gì mà Liên Hợp Quốc là đồng ý, đồng thuận theo đa số. Và trong cái thư gửi Tổng thống Harry Truman ngày 18 tháng 1 năm 46, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ đóng góp công sức vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Tức là chúng tôi nói trách nhiệm của chúng tôi với lại cộng đồng quốc tế là từ năm 1946. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với lại Tổng thống Truman là đại diện của Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi đến đây thì tôi phải nói đến cái quan hệ này của hai nước là như vậy. Và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng là chủ trương nhất quán kiên định xuyên suốt của chúng tôi. Chúng tôi có thể nói với các bạn là như vậy. Và nó xuyên suốt suốt từ năm 1946 cho đến bây giờ. Chứ không phải bây giờ chúng tôi mới nói hội nhập. Và đặc biệt trong 35 năm đổi mới, thì nhất là từ đầu những năm 90 thì chiến tranh lạnh kết thúc và đã đạt được nhiều cái thành tựu quan trọng như là chúng tôi đã nói ban nãy. Và đặc biệt là cái ứng phó linh hoạt hiệu quả với lại các cái cú sốc từ bên ngoài. Như là khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và 98 thì chúng tôi vượt qua. Rồi khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 chúng tôi vượt qua. Rồi đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay. Mặc dù khó khăn nhưng mà chúng tôi 2 năm vừa qua vẫn có tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Cân đối lớn thì vẫn đảm bảo. Nó làm đủ ăn, thu đủ chi, xuất đủ nhập. Điện thì đủ tiêu dùng, đủ sản xuất, kinh doanh. Và các cái chuỗi cung ứng thì có thể bị đứt đoạn trong cái quý 3 năm 2021 và sau đó thì được khôi phục rất là nhanh. Đấy là cái thể hiện cái độc lập. Nhưng mà cái hội nhập của chúng tôi đã đạt được kết quả như vậy. Và đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay thì Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với lại cái chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng xuất phát từ một số cái lý do sau đây. Một là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng là để góp phần giải quyết những vấn đề lớn đặt ra đối với chúng tôi đã. Cái thứ nhất là chúng tôi phải vì chúng tôi. Tôi cũng phải chia sẻ với các bạn như thế. Và do cái độ mở của nền kinh tế của chúng tôi hiện nay là đến gần 200% GDP dẫn đến chịu tác động rất lớn nếu chỉ cần một cú sốc từ bên ngoài. Cho nên là chúng tôi phải tính cái chuyện độc lập. Cái thứ hai là sự dịch chuyển các nguồn lực quốc tế. Đòi hỏi chúng tôi phải thế nào để có cái khả năng hấp thụ và nội lực hóa cái ngoại lực này. Cái đấy là rất là quan trọng. Và cái yêu cầu thứ ba là yêu cầu cấp thiết phải xử lý hiệu quả các cái thách thức đối với nền kinh tế của chúng tôi. Trong cái sự biến động như hiện nay, ví dụ như là vấn đề cạn kiệt tài nguyên, vấn đề xử lý vấn đề năng lượng, xử lý vấn đề về an ninh lương thực, xử lý vấn đề về biến đổi khí hậu, rồi là vấn đề liên quan đến bảo vệ tài nguyên ngày càng nặng nề, hay là các cái dịch bệnh như vừa qua chúng ta đã chứng kiến. Rồi sự phải cần thiết phải đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng
để đáp ứng kịp thời cái nhu cầu trong nước và quốc tế, nhất là trong cái bối cảnh thế giới có nhiều biến động hiện nay. Thì đấy là những cái lý do thứ nhất mà tôi muốn nói cũng sâu sắc thêm để các bạn hiểu thêm. Hai là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia. Đây là tất yếu khách quan của việc mở cửa và hội nhập quốc tế. Nếu không có một cái nền kinh tế độc lập tự chủ thì như tôi nói ở trên đấy, thì không thể đảm bảo được cái lợi ích quốc gia, dân tộc một cách độc lập tự chủ. Khi mà anh phải phụ thuộc vào người khác, khi anh phải đi vay người khác để anh ăn, để anh tiêu, anh xài thì rõ ràng là cái tính phụ thuộc nó rất là cao. Còn khi anh tự lực được thì thứ nhất là tôi ổn định đã. Ai muốn giàu có thì cũng hoan nghênh. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không bị ảnh hưởng nếu như là có sự biến động. Cái ý chỗ này là như vậy. Nói nôm na là như thế. Và tránh cái bị lệ thuộc và bảo vệ được cái lợi ích quốc gia dân tộc chính là cái độc lập của nền kinh tế. Ba là xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ thì giúp nâng cao cái thực lực, tiềm lực cho cái hội nhập sâu rộng. Đấy, thì cái này là rất quan trọng. Nếu anh không độc lập được thì anh cũng rất khó mà tích cực chủ động hội nhập. Tôi muốn lưu ý ở đây bốn từ là tích cực và chủ động hội nhập. Anh chỉ có tích cực và chủ động khi nào mà cái nền kinh tế của anh khỏe mạnh. Hay là anh có thể giúp người khác, quan hệ với người khác. Thì khi nào anh khỏe mạnh ấy, đó. Chứ anh yếu thì anh có muốn không được. Thì tôi nói cái phân tích cái chỗ này là như vậy. Ví dụ như là vừa qua thì Việt Nam đã đảm bảo cái chuỗi cung ứng trong đại dịch Covid-19 về lương thực chẳng hạn. Thì không những chúng tôi sản xuất đủ lương thực mà còn xuất khẩu 6 triệu tấn gạo cho thế giới. Rồi hàng chục triệu tấn liên quan đến thủy hải sản, trái cây, rồi các cái mặt hàng nông sản. Đấy là cái góp phần đảm bảo cái an ninh lương thực cho thế giới. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Về một số quan điểm thì vì thời gian nó không có nhiều, chúng tôi đi lướt qua mấy cái điểm như thế này. Thứ nhất là quan điểm xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng đã được xác định rõ trong cái cương lĩnh phát triển đất nước của chúng tôi thời kỳ quá độ. Rồi đã được cái thể chế hóa vào cái hiến pháp năm 2013 và gần đây nhất là tháng 1 năm 2021 tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Và đấy là thể hiện cái xuyên suốt, cái tính xuyên suốt nhất quán của chúng tôi. Và xuyên suốt nhất quán từ năm 1946 đến bây giờ, chứ không phải bây giờ mới có. Có điều là bây giờ chúng tôi cụ thể hóa nó ra, rồi chúng tôi làm sâu sắc thêm cho nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và với cái bối cảnh thế giới hiện nay thôi. Để trong cái tư tưởng này nó rất rõ, tức là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng rộng rãi. Rất rõ cái tư tưởng này. Rồi xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ dựa vào ý chí tự lực tự cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại. Và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải dựa trên nền tảng bảo đảm được độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Thì anh mới có độc lập được về kinh tế. Thì đây là một cái bài học rất là, một cái tư tưởng chỉ đạo rất là quan trọng. Chứ anh chẳng thể nào anh xây dựng một cái nền kinh tế độc lập mà cái độc lập chủ quyền của anh không có. Các bạn không biết có thấy có đúng không? Là những nhà nghiên cứu. Tôi thì tôi thấy như vậy và chia sẻ với các bạn như vậy. Và tất cả cái tư tưởng này được thể hiện trong cương lĩnh, trong hiến pháp và trong cái nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của chúng tôi. Còn cái mục tiêu xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ thì một là đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 là trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và để góp phần thì hiện thực hóa cái mục tiêu tổng quát này thì có những cái mục tiêu về xây dựng nền kinh tế. Ví dụ như là cái mục tiêu cụ thể đấy. Một là xây dựng cái nền kinh tế có cơ cấu hợp lý, hiệu quả và bền vững. Cái thứ hai là nâng cao sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, thích ứng linh hoạt hiệu quả với những biến động từ tình hình quốc tế, khu vực và trong nước.
Cái thứ ba là tận dụng tốt các cái cơ hội hội nhập quốc tế. Và cái thứ tư là đồng thời cần đặc biệt chú ý đến cái tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm cái an sinh xã hội. Mà trong cái tư tưởng của chúng tôi là rất rõ, không hy sinh cái tiến bộ công bằng xã hội, không hy sinh cái bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Cái này tư tưởng ông chí Tổng Bí thư của chúng tôi nó nói rất rõ. Thì đấy là một số cái định hướng lớn, cái mục tiêu. Còn cái tư tưởng chủ đạo là thế nào? Là xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Nó phải thực chất và hiệu quả và dựa trên ba cái trụ cột chính. Cái thứ nhất là phải xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cái thứ hai, cái trụ cột thứ hai là xây dựng cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Và cái thứ ba là xây dựng cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vừa phải đảm bảo cái cạnh tranh nhưng mà vừa phải đảm bảo cái an sinh xã hội. Đấy, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là mọi người dân là phải tuân thủ theo pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là của dân, do dân và vì dân, và mọi người phải tuân thủ theo pháp luật. Còn xây dựng cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo cho cái sự minh bạch. Đấy. Và lắng nghe cái ý kiến của tất cả mọi người. Có thể có ý kiến khác nhau, có thể có ý kiến trái chiều, đúng không? Có thể có ý kiến phản biện, nhưng mà chúng ta phải lắng nghe. Cái dân chủ chính là cái lắng nghe. Và cái dân chủ này nó sẽ góp phần vào cái phát triển cái nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng tôi. Ba cái trụ cột rất lớn như vậy. Và xuyên suốt của nó là cái gì? Là xác định rõ con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Xuyên suốt của nó là yếu tố con người. Đấy. Và phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, năng lực, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, là mục tiêu, là động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Đấy. Xuyên suốt là con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực. Nhưng mà mục tiêu động lực đấy dựa vào cái gì? Dựa vào trí tuệ và năng lực và phẩm chất của người Việt Nam. Thì đấy là cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Và khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Rồi phát huy cái tinh thần đại đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức con người. Đấy là những cái tư tưởng rất lớn, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người. Chúng tôi xác định là cái sức mạnh đoàn kết hay là cái đại đoàn kết, cái sức mạnh văn hóa cũng là nguồn lực. Vì vậy cho nên là phải xem ra coi trọng cái giáo dục đào tạo, cũng như là chúng tôi cử người sang học ở Harvard Kennedy là như vậy. Và theo kết quả xếp hạng của quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News thì Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020, là cái chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam được cộng đồng quốc tế công nhận. Cái này thì chúng tôi đang cố gắng, nhưng mà tăng hạng thì năm vừa rồi được 5 bậc. Vấn đề thứ ba là phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi cái nguồn lực. Mà trong đó là phải lấy cái nội lực là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định. Cái nguồn lực, cái nội lực là cái gì? Cái nội lực là con người, là thiên nhiên, là truyền thống lịch sử văn hóa. Và cái ngoại lực là quan trọng, thường xuyên và đột phá, bao gồm vốn, rồi công nghệ, rồi quản trị, rồi nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Rồi cái thứ tư là tập trung thực hiện và tạo cái chuyển biến rõ nét trong ba cái đột phá chiến lược, bao gồm cái đột phá về hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng cứng, hạ tầng mềm. Đấy. Rồi hạ tầng về cơ sở giao thông, rồi hạ tầng về, tức là nói tóm lại là hạ tầng chiến lược. Rồi vấn đề xây dựng thể chế, vấn đề nguồn lực, là ba cái đột phá hết sức là quan trọng. Và tại sao lại ba cái đột phá này? Thứ nhất là cái hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng về kinh tế và hạ tầng về xã hội. Và bao gồm hạ tầng về kinh tế thì bao gồm về hạ tầng liên quan đến giao thông, hạ tầng liên quan đến các cái hạ tầng phát triển về kinh tế, hạ tầng số, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, v.v. đúng không? Hạ tầng xã hội là bao gồm y tế và giáo dục, nên là cái đột phá về cái này. Cái thứ hai là về thể chế phải đúng cái quy luật thị trường, thể chế kinh tế thị trường. Và cái thứ ba là cái nguồn nhân lực phải luôn luôn được nâng cao lên,
Thì đấy là ba cái đột phá. Về cái nhiệm vụ giải pháp thì tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ nêu đầu việc thôi. Thứ nhất là phải giữ được cái độc lập tự chủ, ổn định chính trị. Thì mới làm được cái gì thì mới làm. Chứ còn đất nước mà đánh nhau, đất nước mà xung đột, mà đánh nhau. Đất nước mà ngày nay ông này dọa, ngày kia ông này dọa. Thì tối nay ngủ không biết có ngon không, sáng mai sao còn sức để mà làm việc. Cho nên là phải cái độc lập tự chủ là phải giữ được. Cái thứ hai là phải ổn định chính trị thì mới làm ăn được. Và cái thứ ba là phải trật tự an toàn xã hội, an ninh con người phải đảm bảo thì chúng ta mới làm được. Cái giải pháp thứ nhất nó có nhiều nhưng mà tôi nói khái quát như vậy. Cái thứ hai là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ hiện đại hội nhập phù hợp với các cái cam kết quốc tế. Cái thể chế này nhưng mà cái thể chế phải phù hợp với lại cái cam kết quốc tế. Chúng tôi là cam kết quốc tế 15 cái APTA này với hơn 60 nước, với tất cả cái thị trường lớn nhất trên thế giới này. Mà lại xây dựng một cái thể chế mà nó lại không phù hợp thì cái nó xung đột với nhau thì chả phát triển được. Cho nên là phải hoàn thiện thể chế nhưng mà phải hội nhập. Hội nhập nhưng mà lại phù hợp với lại cái hoàn cảnh cụ thể và cái cam kết quốc tế của mình. Cái thứ ba là giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, hội nhập sâu rộng và thực chất. Vấn đề này rất là quan trọng thưa các bạn. Nếu như vừa rồi chúng tôi không ổn định kinh tế vĩ mô, đó, bao gồm là lạm phát mà nó tăng cao lên thì đời sống nhân dân làm sao chịu được. Đó. Nhất là một nước mà đang trong quá trình phát triển chứ không phải một nước phát triển như Hoa Kỳ. Đấy. Cái thứ hai là cái chính sách tiền tệ và tài khoá nó xung đột nhau. Thì nền kinh tế nó đã yếu rồi, nó yếu thêm. Đó. Rồi cái vấn đề tỷ giá, vấn đề liên quan đến lãi suất mà không ổn định thì làm sao mà phát triển được. Cái thứ ba là đấy là kinh tế vĩ mô là như vậy, vấn đề tài chính, vấn đề thị trường, vốn là chúng ta phải đảm bảo. Rồi cái ổn định kinh tế vĩ mô nhưng mà lại phải đảm bảo các cân đối lớn. Đó. Làm phải đủ ăn thu, phải đủ chi xuất, phải đủ nhập, điện, nước thì phải đủ cho sản xuất tiêu dùng, chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Thì báo cáo với các bạn như vậy. Và phải tất nhiên là từ đó phải tăng cường cái năng lực phân tích, năng lực dự báo và chủ động các cái phương án để chúng ta làm tốt. Và trên thực tế thì chúng tôi những năm vừa qua với cái tư tưởng này thì chúng tôi kiểm soát được tình hình, vẫn tăng trưởng, vẫn không có lạm phát không cao, đời sống thì vẫn được nâng lên, rồi đáp ứng các cái yêu cầu khác. Rồi cái thứ tư là tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm tài nguyên, tăng trưởng xanh, xu thế chung. Cái giải pháp này là phải có. Còn cụ thể thì nó có rất nhiều, tôi cũng không có thời gian nêu. Và cái thứ năm là huy động mọi cái nguồn lực xã hội, phát huy cái vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là cái hợp tác công tư. Mà nãy giờ tôi cũng có trao đổi với các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ. Chúng tôi vấn đề là vốn thế nào, chúng tôi chuyển đổi nhưng mà vốn thế nào, vốn ở đâu. Đấy, có chứ chỗ vay, vay thì ở đâu cũng có thể có vay, nhưng mà vay thế nào. Đó. Vay ưu đãi, vay linh hoạt, vay dài hạn và vay không có điều kiện thì mới gọi là giúp đỡ nhau. Chứ vay thì cũng khó nhưng mà cũng có chỗ vay, vay nhưng mà vay thế nào. Thì tôi nói một cái câu chuyện bình thường là về vốn là như vậy thôi. Chứ là phải huy động cái sức mạnh của mọi cái kích hoạt và huy động mọi cái nguồn lực của xã hội, trong đó có hợp tác công tư. Thì cái điều này rất là quan trọng. Chính sách phải phù hợp thì mới huy động được. Và một vấn đề nữa không thể không kể đến là phát triển nguồn nhân lực và quản trị quốc gia hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực thì cuối cùng vẫn là con người. Chính sách là con người. Rồi là tổ chức thực hiện cũng là con người. Mà gây ra xung đột đánh nhau cũng là con người. Và tạo ra cái hòa bình ổn định cũng là con người. Và cuối cùng con người là cái yếu tố quyết định. Và vì vậy cho nên là phải tập trung vào xây dựng cái con người này làm sao cho nó phát triển, nó đúng, nó lành mạnh. Nó tất cả vì cái lợi ích chung, vì cái hòa bình, hợp tác và phát triển, vì sự nhân đạo và vì sự công bằng và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới này. Và chúng tôi lấy cái phẩm chất, lấy cái trí tuệ, cái năng lực, cái phẩm chất của người Việt Nam để làm gốc, để xoay chuyển cái tình hình và để mà nâng cao cái vấn đề có cái nguồn năng lực và đưa ra một loạt cái mục tiêu để chúng tôi phấn đấu.
Ví dụ năng lực cạnh tranh 4.0 phải thuộc nhóm từ nay đến năm 2025. Thì cái năng lực cạnh tranh 4.0 web sẽ thực hiện ấy, thuộc nhóm 50 của nước đứng đầu. Cái thứ hai là phát triển bền vững theo UN ấy, thuộc nhóm 40. Rồi năng lực đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 40. Rồi chính phủ điện tử của UN thuộc nhóm 60. Nên chắc cái này phải phấn đấu hơn. Hôm nay anh Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì đang muốn cái tham vọng hơn. Rồi cái quyền tài sản phải thuộc nhóm 60 của nước đứng đầu. Rồi hiệu quả logistics ít nhất là phải tăng 4 bậc. Rồi năng lực cạnh tranh du lịch thuộc nhóm 50. Rồi an toàn an ninh mạng thì tăng ít nhất là 3 bậc. Thì đấy là những cái mà chúng tôi đặt ra cái mục tiêu. Ngoài ra thì cam kết về chuyển đổi năng lượng thì các bạn đã biết rồi. Nói tóm lại là thời gian thì có hạn, mà tôi thì cũng hơi tham, nói cũng hơi nhiều rồi. Vì vậy cho nên là tôi cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe. Còn không biết là lắng nghe thì các bạn có thích hay không, có hào hứng hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà cái quan trọng là tôi nói những cái điều tôi nghĩ, nói đúng nói thật. Và đồng thời tôi cũng đánh giá cao cái kết quả hoạt động của Đại học Fulbright. Cái một trong những cái yếu tố mà cái hợp tác giáo dục của hai nước chúng ta, mà tôi đang có một cái tư tưởng là phải tiếp tục từ cái mô hình đại học Fulbright của Harvard Kennedy thì sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình mới của các cái trường đại học mà nổi tiếng của Hoa Kỳ và của các nước khác. Nhưng mà cái cách làm chúng ta phải có cách làm mới. Cách làm mới Fulbright cũng là một cái mô hình. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ ta phải tìm cái mô hình có thể nó khác đi. Chúng ta chỉ tập trung vào xây dựng cái cơ sở vật chất, cái hội đồng trường, rồi xây dựng những cái khung thôi. Thế còn ta kêu gọi các giáo sư, các nhà khoa học đến để tham gia giảng dạy, hoặc là những người yêu Việt Nam tham gia giảng dạy. Thì tôi nghĩ cái mô hình để tiếp tục. Thì tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn. Prime Minister, thank you very, very much for that really, really well-delivered overview of your vision of Vietnam in the 21st century. So really, congratulations. I need to do one more piece of business before we go to the panel discussion and open for questions and answers. I wanted to go over a couple of housekeeping things. I think you all are aware that that this event is being filmed, and it will be available on request, and it will be on the Ash Center website. So it's completely available to the public. That means that all the questions that come during the panel and during the Q&A need to be into the microphone. So you can't just ask a question. Because we have the simultaneous translation, a microphone needs to be given to you to ask a question. And the last thing is, the land that you're on here in today's program, we would just like to acknowledge that as a traditional territory of the state of Commonwealth of Massachusetts, people and place in which has long served as a site of meetings and exchange among nations. So let's continue the conversation and Q&A. Thank you. Good afternoon. So we are now moving to our panel discussion. My name is Nguyễn Xuân Thành. I'm the senior fellow at the Ash Center, Harvard Kennedy School. It is an honor for me to be co-moderating the Prime Minister of Vietnam's panel discussion with Professor Jason Furman, who's the professor of the practice of economic policy jointly at Harvard Kennedy School and the Department of Economics at Harvard University.
I believe some Vietnamese ministers in the room today still remember Professor Furman's lecture on the U.S. and international macroeconomics in the last Vietnam Executive Leadership Program at Harvard, and the article he wrote in 2020 about the branding Vietnam's a currency manipulator epitomizes what's wrong with the concept. So I would like now to turn to Professor Furman to start our panel discussion. It was against what the U.S. was doing. Yes. Thank you so much, Mr. Prime Minister, for that terrific speech and those terrific remarks. It was much more exciting hearing from you than hearing from any of us. I'm going to try to keep my comments to 3 minutes instead of the 5 minutes we planned. And if other panelists are able to do that, that will leave time for questions. I realize maybe not everyone can. I've had the opportunity to visit Vietnam twice, once as a tourist with my wife in 2002, and once with Tuan about 4 years ago, Tuan Nguyen, to discuss artificial intelligence and innovation in Vietnam. And I got to see with my own eyes the statistics that you described in terms of the enormous growth in the economy, the enormous growth in incomes, and the tremendous success that Vietnam has had as one of the world's greatest growth stories, the world's greatest poverty reduction stories. In many ways, Vietnam is poised to do well over the next several years. We'll hear more about what it's done to handle and tackle COVID. The economy is likely to be able to grow much faster this year than it did last year. A lot of the parts of both the macroeconomy and the broader set of industries are in the good position the Prime Minister shared. You face a lot of challenges from the global economy, though. From the United States, we have the highest inflation rate in 40 years. The Federal Reserve is moving to raise interest rates faster than it has in 40 years. And with that, the dollar has gotten stronger and stronger. At the same time, your other biggest trading partner, China, has been much less successful at making the transition that you did from zero COVID to managing COVID. And until it does that, its economy is going to be facing very, very severe problems that will spill over around the world. This is a lot for you to navigate. If you keep your currency with the dollar, you'll get stronger against everyone else, and that will create complications for trade. You de-link from the dollar, and maybe we'll do another silly thing like we did in 2000, where one of the world's biggest economies decided that the way to solve our problems was to tell your central bank what to do for the sake of the United States. There's also a set of medium-term and structural challenges. Globalization in the United States, we have benefited enormously from it, but it's controversial, too. We withdrew from the Trans-Pacific Partnership. You stayed in it and are benefiting a lot from it, as are the other countries. I'd like to see the United States rejoin. President Biden is committed to the relationship with the ASEAN countries. I was thrilled that he invited you all here, but he's operating in a country that is very unsure about globalization. China, too, is increasingly departing from a market-oriented economic model, increasingly departing from a focus on economic growth. Look at what it's doing, for example, to its technology sector. So what do you do going forward? Well, there's no reason to listen to me. You're one of the most successful economic success stories in the history of the world, but a few modest suggestions. One, the commitment to multilateralism that you enunciated, Mr. Prime Minister, won't always be reciprocated. Not everyone is always going to be multilateral. But the more you stick with it, the more it benefits a country like yours that is focused on exports. Second, the next stage of development is going to be harder. 15 years ago, you could have lower wage jobs than the jobs in China. Production could migrate to Vietnam. As you become richer and more successful, that strategy is less available. And so focusing, as you talked about, on infrastructure, technology, and the only way to unleash that type of creativity, a market-based economy.
Finally, I'd just like to say I think these types of dialogues are very important. I think we can learn from each other. And I think the economic relationship between the United States and Vietnam is incredibly important. And I'm glad to hear your commitment to it and was pleased also to hear the U.S. commitment to it as well. So thank you. Now I think we have Win Chi. Oh, you introduced the speakers. Okay. Thank you very much, Professor Furman. So it's also a wonderful opportunity for us. Accompanying the Prime Minister, we have some senior cabinet members who will also be panelists. We have Minister Nguyễn Chí Dũng. He has been championing a long-term development strategy for Vietnam, focusing on sustainable and green development, also at the same time supporting an open environment for innovation and an open environment for the tech startups in Vietnam. So I now would like to turn to Minister Nguyễn Chí Dũng for his remarks. Kính thưa Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính, kính thưa các giáo sư của trường đại học Harvard, kính thưa tất cả các quý vị và các bạn. Ngày tôi cũng rất là vui được tháp tùng Ngài Thủ tướng đến thăm và trao đổi với cả các quý vị về các vấn đề chung của toàn cầu cũng như là của Việt Nam. Nói về Việt Nam thì Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có một cái bài thuyết trình về nó là hết sức là đầy đủ và sắc bén. Tôi cho là có lẽ không cần phải nói thêm gì về tình hình chung hiện nay của Việt Nam. Ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm thôi. Đó là tình hình thế giới hiện nay đang thay đổi rất là nhanh chóng. Các cái cấu trúc, trật tự về thương mại, về đầu tư, về quản trị xã hội, về vân vân, đang có một cái thay đổi rất là to lớn. Và có thể nói là chưa từng có. Thế thì Việt Nam đứng ở đâu trong cái cuộc chơi này, trong cái trật tự mới này? Chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng phải có một cái cách tiếp cận mới để làm sao mà có thể nhận diện nhanh chóng các cái cơ hội và nhanh chóng tham gia cái việc điều chỉnh các cái chính sách của mình để có thể tham gia các cái cấu trúc mới ngay từ đầu mà không phải đi sau hay là đi theo. Và với một cái tinh thần mà chúng tôi thấy trong cái bài của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nói rất rõ, đó là phải xây dựng được một cái nền kinh tế nó có tính tự lực tự cường cao hơn, có khả năng chống chịu nhiều hơn, thích ứng nhiều hơn, ứng phó được nhiều hơn, quy biến động nhiều hơn. Đấy, thì tôi cho là nếu mà như vậy thì Việt Nam có thể tự chủ động kiến tạo để quyết định cái tương lai của mình một cách chủ động, chứ không phải đi theo và đi sau. Thì tôi muốn nhấn mạnh cái ý đó và chúng tôi cũng đang nỗ lực theo cái cách đó, thể hiện ở cái mục tiêu phát triển của chúng tôi đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 thì cũng đã thể hiện các cái điều này. Và cũng thông báo với các quý vị là năm 2019 thì tôi có dẫn đầu một cái đoàn của cái tổ biên tập thuộc cái tiểu ban kinh tế xã hội để giúp cho đại hội đảng chúng tôi nghiên cứu về cái chiến lược phát triển 10 năm cũng như là đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 thì có rất nhiều các cái ý kiến của các giáo sư của trường đại học Harvard rất là có giá trị và chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đã thể hiện nó một phần nào trong cái chiến lược của chúng tôi và trong cái hoạch định của chúng tôi. Đó. Rồi tôi nói ví dụ như là vấn đề phát triển bền vững. Khi đó thì có giáo sư Michael Porter có chia sẻ với chúng tôi và chúng tôi cũng thấy rất là đúng. Đó là cái bền vững không phải là bền vững giữa kinh tế, xã hội, môi trường mà còn có cả bền vững trong văn hóa và trong cái xã hội, con người của mình, trong con người. Thì cái xã hội, cái bền vững đấy mới là bền vững thực sự. Thì chúng tôi thấm thía cái điều đó và chúng tôi đã đưa vào trong cái mục tiêu của chúng tôi và lấy cái người dân làm chủ thể và mục tiêu và nguồn lực và để phấn đấu. Và tất cả các chính sách của chính phủ thì phải xoay quanh cái mang lại cái hạnh phúc cho người dân.
Thì tất cả những cái điều đó thì cũng đã được thể hiện trong cái bài của một ngài Phạm Minh Chính vừa rồi, mà chúng tôi cũng đã thể hiện ở trong cái chiến lược của mình và cái định hướng phát triển của mình rất là rõ ràng. Thứ hai là chúng tôi cũng thấy rằng cái phát triển nhanh và bền vững đó thì phải có dựa trên những cái động lực mới. Ngoài vấn đề về thể chế, về hạ tầng hay là chất lượng nguồn nhân lực thì chúng tôi có bổ sung thêm hai cái động lực mới trong năm cái trong ba cái đột phá mà tôi vừa nêu, đó là cái khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, đó là cái giá trị văn hóa và con người Việt Nam để tạo nên cái sức mạnh để đóng góp vào trong cái phát triển trong cái thời kỳ mới của đất nước Việt Nam. Thì đấy là tôi muốn nhấn mạnh hai cái ý đó và chúng tôi cũng đang thực hiện cái điều này. Thế còn trong cái bài của Thủ tướng thì cũng đã có nói đến vấn đề tăng trưởng xanh. Thì chúng tôi cũng đã sớm nhận diện và nhận thức được tăng trưởng xanh là một cái phương thức phát triển mới, đảm bảo cái phát triển nhanh và bền vững. Và chúng tôi đã chọn cái phương thức này từ năm 2012. Vừa qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã cam kết một lần nữa ở COP26 là đưa cái phát thải ròng về không vào năm 2050 và giảm 30% cái lượng khí mê tan vào năm 2030. Đấy là những cái tham vọng và những cái cam kết rất là lớn của Việt Nam khi mà Việt Nam đang là một nước chuyển đổi, đang là một nước phát triển, đang là một nước hội nhập. Thì cái nhu cầu đầu tư, nhu cầu phát triển rất lớn, nhưng mà chúng tôi đã mạnh dạn cam kết cái việc đó để mà phù hợp với thể hiện một cái trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong cái ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhưng mà để làm được việc đó thì chúng tôi còn phải có một cái nguồn lực rất lớn để chúng tôi chuyển đổi sang cái tăng trưởng xanh hay là xanh hóa, giảm thiểu các cái carbon, xanh hóa cái sản xuất, xanh hóa từ lối sống tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó đang là một cái thách thức rất lớn đối với chúng tôi, không phải là một cái đơn giản. Thế còn các bạn là một nước phát triển, tất cả nó đã ở một cái mức độ cao rồi, bây giờ chuyển sang cái giảm cái phát thải về không thì nó rất là đơn giản, nhưng mà một nước đang phát triển thì rất là một cái mâu thuẫn rất là khó giải quyết chứ không phải là đơn giản. Đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm là chúng tôi cũng đã có một cái chiến lược về tăng trưởng xanh, có một cái kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh với 10 cái lĩnh vực ngành nghề mà chúng tôi phải chuyển đổi, trong đó có cái chuyển đổi năng lượng. Rồi có 8 cái nhóm giải pháp rất là cụ thể, và hiện nay thì là ngài Phạm Minh Chính cũng đang là trưởng cái ban chỉ đạo đó. Chúng tôi sẽ thực hiện, quyết tâm thực hiện, và bên cạnh có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để chúng tôi có thể thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng xanh của mình theo cái hướng là phát triển nhanh nhưng mà phải bền vững, và phải đạt được cái mục tiêu mà đến năm 2030 phải là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và có thu nhập mà trung bình cao. Đến năm 45 thì chúng tôi phải trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao. Đây cũng là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Bởi vì theo tổng kết của Ngân hàng Thế giới, trong suốt 50 năm qua chỉ có 12 quốc gia vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. Chỉ có 12 quốc gia vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. Trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, là Singapore, tất cả các nước ấy, thì phải mất 50 năm chỉ có 12 nước thôi. Bây giờ nếu mà trong vòng 23 năm còn lại, mà chúng đến năm 2045, tức là Việt Nam chỉ còn 23 năm nữa mà chúng tôi lại đạt được như các nước Nhật Bản hay Hàn Quốc hay Singapore, thì đây là một vấn đề rất thách thức rất lớn. Thì tôi xin chia sẻ cái định hướng mà ngài Phạm Minh Chính đã trình bày với một cái tham vọng, một cái định hướng rất là lớn, nhưng mà đi kèm với nó là những cái thách thức cũng rất không nhỏ, đòi hỏi một cái sự quyết tâm, đòi hỏi phải có một cái sự cải cách mạnh mẽ và phải có một cái nỗ lực thực sự thì chúng ta mới có thể làm được cái điều đó. Mà tôi tin chắc với những cái tư duy mới và cái tầm nhìn mới và mới một cái quyết tâm mới mà Việt Nam đang đi thì chúng tôi cũng có thể thực hiện được các cái mục tiêu đầy tham vọng của mình.
Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Thank you. Thank you, Minister Nguyễn Chí Dũng. Listening to the Prime Minister's speech and Minister Nguyễn Chí Dũng's remarks, I am seeing that actually a lot of the new development strategy and vision will fall on the implementation of Vietnam's many comprehensive free trade agreements, as well as the formulation and implementation of a sustainable energy policy. And those are the portfolio of Minister Nguyễn Hồng Diên, Minister for Trade and Investment. So I would like now to invite Mr. Diên to have a few remarks for the panel. Được rồi. Anh cứ nói thẳng vào đấy. Không được. Kính thưa Thủ tướng Phạm Minh Chính, kính thưa thầy hiệu trưởng, thưa giáo sư Thomas Valery, thưa toàn thể quý vị. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Đại học Harvard đã cho tôi cơ hội được trao đổi về những định hướng để chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Thời gian gần đây thì Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công Thương đã tiếp tới hàng chục tổ chức doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới tìm hiểu về chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam. Và họ thường đặt cho chúng tôi những câu hỏi cụ thể là năng lượng, ngành năng lượng Việt Nam làm gì để góp phần đưa Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đó chỉ là tầm nhìn, khát vọng hay là có cơ hội thành hiện thực? Thứ hai là Việt Nam sẽ làm gì để ngành năng lượng, một trong những ngành phát thải tới 73% khí carbon, có thể thực hiện được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khi mà theo tính toán, nếu không có giải pháp đột phá thì mục tiêu đó có thể phải đạt được ở năm 2075. Câu hỏi thứ ba là Việt Nam sẽ làm gì để người tiêu dùng điện, nhất là người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm quyền tiếp cận năng lượng với giá điện phù hợp với thu nhập và năng lực hấp thụ. Câu trả lời các mục tiêu trên là rất cách mạng, nhưng chỉ có thể thực hiện được nếu có tư duy đột phá và hành động quyết liệt để xây dựng ngành năng lượng Việt Nam xanh, sạch, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Trong đó, Chính phủ sẽ đóng vai trò quyết định trong quá trình xây dựng chính sách để thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo cho ngành năng lượng, từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, từ tập trung sang phân tán, từ độc quyền sang cạnh tranh, phụ thuộc sang tự chủ, đồng thời huy động được mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước tham gia. Thưa quý vị, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn đến năm 2045 với mức bình quân dự kiến từ 6,5 đến 7% năm, thì tăng trưởng điện thương phẩm phải đạt được cái mức tăng từ 9 đến 11% năm. Với nhu cầu điện năng tăng bình quân 9% năm trong cái giai đoạn 21-45, tổng công suất đặt các nguồn điện sẽ đạt khoảng hơn 400 GW, cao gấp 6 lần so với công suất lắp đặt năm 2020. Và theo tính toán của Hoạch Điện 8 thì tổng vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện trong cái giai đoạn này khoảng gần 500 tỷ đô la và bình quân mỗi một năm phải đầu tư từ 18 đến 20 tỷ đô la. Điều đó cho thấy rằng rất cần phải huy động nguồn lực xã hội cho cái chương trình này. Với việc quy mô nguồn cung tăng 3 lần và sản xuất điện tăng gấp 6 lần, trong khi phải phát thải nhà kính, giảm phát thải nhà kính trong hoạt động năng lượng phải thu hẹp gấp 3 lần để hiện thực được cái mục tiêu cam kết tại COP26, thì Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn, vừa phải tăng mạnh vào quy mô nguồn và lưới điện, vừa phải chuyển đổi mạnh nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch hơn, phát triển nhanh các cái nguồn năng lượng tái tạo, vừa phải có chính sách để giá thành điện năng phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của nền kinh tế. Ngay sau COP26 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo rất quyết liệt về các nguyên tắc giải pháp cho ngành năng lượng Việt Nam. Và Bộ Công Thương cũng đã 3 lần theo chỉ đạo Thủ tướng rà soát điều chỉnh, và hiện bây giờ thì dự thảo Hoạch Điện 8 cũng đã trình lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 4. Với quan điểm cơ bản là xanh hóa ngành điện bằng cách không xây dựng mới các nhà máy điện nhiệt điện than sau năm 2030, khuyến khích chuyển đổi nhiên liệu đối với các nhà máy đang chuẩn bị xây dựng sang sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng, hạn chế phát triển nhiệt điện khí sau năm 2035, thực hiện có lộ trình với việc chuyển dần các nhà máy nhiệt điện khí sang sử dụng nhiên liệu không phát thải như hydro
và amoniac xanh, thực hiện các giải pháp lưu trữ điện, đầu tư lưới điện thông minh hay pin năng lượng sạch. Thứ ba là tận dụng tối đa ưu thế Việt Nam, đất nước của nắng và gió, với tiềm năng nắng lên tới gần 1.000 GW và gió cả trên bờ ngoài khơi gần 500 GW, thủy điện là 35 GW để phát triển mạnh năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời, để tỷ trọng các nguồn điện này đạt 26,1% năm 2030 và 53,8% vào năm 2045. Tôi cũng xin được thông báo với các quý vị là những con số nếu các vị nghe ở thời điểm này thì chúng ta thấy là rất cách mạng đối với Việt Nam. Tôi lấy hai cái con số so sánh. Hoa Kỳ hiện nay năng lượng tái tạo của các vị là 20%. Trong khi đó Việt Nam riêng điện mặt trời và điện gió đấy đã là gần 26%. Với 37,7% thủy điện thì như vậy là cái nguồn điện năng lượng tái tạo ở Việt Nam lên tới 64%. Trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ có 20% năng lượng tái tạo, còn lại 19% là điện nguyên tử, 22% là điện than và 38% điện khí. Đây là số liệu do Hoa Kỳ công bố năm 2021. Điều đó chứng tỏ rằng nói là Việt Nam phát thải nhiều từ cái ngành năng lượng, nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Nguyên tắc thứ hai là khuyến khích chuyển đổi nhiên liệu đối với nhà máy đang chuẩn bị xây dựng sang điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng, hạn chế phát triển điện khí sau năm 2030, thực thi có lộ trình đối với việc chuyển dần các nhà máy nhiệt điện khí sang sử dụng nhiên liệu không phát thải như hydro, amoniac xanh, thực hiện giải pháp lưu trữ điện, đầu tư lưới điện thông minh hay pin năng lượng sạch. Thứ ba là tận dụng tối đa ưu thế Việt Nam để phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió như tôi đã nói. Thứ bốn là xây dựng lộ trình hợp lý phát triển nền kinh tế hydro để tạo đà cung cấp các nhiên liệu mới, nhiên liệu thay thế trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả sản xuất điện, giao thông vận tải và công nghiệp. Thứ năm là áp dụng các biện pháp thu giữ và tái sử dụng carbon nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính ở các nhà máy điện, các cơ sở công nghiệp và sử dụng nguồn carbon trong hoạt động sản xuất và tổng hợp nhiên liệu thay thế. Tinh thần chung là chúng tôi hạn chế tiến tới loại bỏ điện than, phát triển hợp lý điện khí, phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội, cân đối giữa các vùng miền để hạn chế truyền tải liên miền, cân đối giữa nguồn và truyền tải, giữa các nguồn điện với nhau để bảo đảm an toàn cho hệ thống. Về giải pháp, một là hoàn thiện hệ thống pháp lý để hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành năng lượng, tập trung sửa đổi bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước. Từng bước xóa bỏ độc quyền của nhà nước trong đầu tư, quản lý, vận hành lưới điện, truyền tải, tạo điều kiện thu hút đầu tư nguồn lực xã hội cả trong và ngoài nước cho hoạt động truyền tải. Đưa trung tâm điều độ A0 hoạt động độc lập với EVN trong năm nay. Giải pháp thứ hai là xây dựng thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình rõ ràng để giúp các nhà đầu tư đánh giá được hiệu quả đầu tư của mình và tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực cho phát triển điện lực. Chính phủ và Bộ Công Thương đã ban hành lộ trình từng bước để xây dựng thị trường điện. Theo đó, Việt Nam đang ở bước thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh lên tới 45% sản lượng cái nguồn mà đang được thực hiện theo bán buôn cạnh tranh và dần chuyển sang thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh sau năm 2023. Và năm nay thì Thủ tướng sẽ phê duyệt cái thí điểm bán lẻ điện cạnh tranh. Hiện nay Bộ Công Thương cũng đã ban hành thiết chế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ thí điểm cho phép các nhà máy phát điện năng lượng tái tạo được ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp sử dụng điện. Các giai đoạn tiếp theo sẽ cho phép các khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện thay vì chỉ được mua điện từ một đơn vị duy nhất bán lẻ như hiện nay. Thứ ba, khuyến khích xây dựng phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, phục vụ sản xuất, cung ứng các thiết bị giải pháp cho ngành năng lượng. Hiện tại Bộ Công Thương đang xây dựng luật phát triển công nghiệp, trong đó đề xuất các giải pháp cơ chế phù hợp để đẩy mạnh các cơ sở công nghiệp sản xuất các thiết bị điện đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước tham gia vào sản xuất và cung ứng toàn cầu. Trong đó đặc biệt khuyến khích đầu tư, hợp tác đầu tư trong phát triển nguồn và truyền tải, điều chế hydro, amoniac, pin năng lượng sạch, lưới điện thông minh, thu hồi và xử lý carbon. Giải pháp thứ tư là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng, bảo đảm định hướng phát triển bền vững, làm chủ được công nghệ,
xây dựng vận hành hệ thống tích hợp năng lượng tái tạo, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực xanh, tăng cường sáng tạo khoa học kỹ thuật, tăng mức độ nội địa hóa và tự chủ về công nghệ. Thưa toàn thể quý vị, ngài Benjamin Franklin, một trong những tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, cũng là danh nhân thế giới, đã từng nói, bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt thì lại quá muộn. Vì thế, chúng ta đều cần sáng suốt lựa chọn một cách ứng xử với tương lai. Với vai trò và trách nhiệm của chính phủ và nỗ lực chống biến đổi khí hậu của toàn thế giới, ngành năng lượng quốc gia Việt Nam đã lựa chọn và sẽ được phát triển với mục tiêu xanh sạch, thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Chúng tôi đã và sẽ xây dựng chính sách, cơ chế cho phép huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển ngành năng lượng Việt Nam bền vững trong dài hạn, nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các bên một cách hài hòa, hợp lý, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói, là hài hòa giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Việt Nam cần sự hỗ trợ tích cực và thiết thực của cộng đồng quốc tế, các định chế quốc tế, các nhà tài trợ về tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và công nghệ, kinh nghiệm quản lý. Đây chính là những thách thức đối với Việt Nam, nhưng đồng thời cũng sẽ là cơ hội để chúng ta cùng nhau phát triển hướng tới một tương lai xanh, sạch, bền vững hơn cho hôm nay và mai sau. Xin cảm ơn quý vị. Next up, we're lucky to have David DePeace, who's a senior economist at the Harvard Kennedy School Vietnam Program, someone who has devoted his entire career to both scholarship and policy work on Southeast Asian economies, including more than three decades of work on the Vietnamese economy, which you will now distill into a much shorter amount of time than those time you spent on the topic. But not much. First of all, thank you, Mr. Prime Minister and both ministers for very thoughtful comments. I'm going to try to put some muscle on the bones of the Prime Minister's talk about the dialectical tension between having an autonomous or independent economy and nation, and one that is also interdependent and integrated with the world. These seem to be, but are not, opposites, but they require some fancy footwork to make them work together. The joining of trade pacts by Vietnam has been a terrific success. They've had explosive growth. They've moved millions of workers out of low productivity jobs in agriculture and other things into factory jobs where they earn a lot more. Poverty has plummeted. It's been terrific. But this also creates vulnerabilities. A lot of the inputs for your exports come from China, for example. If there are COVID lockdowns or trade tensions increase between the U.S. and China, that might cause interruptions to the exports. So how do you deal with something like this? Well, first of all, you try to develop more inputs yourself. If you can produce inputs rather than importing them for export, which means efficiently, you should certainly do that. You can try to diversify your inputs, make sure they come from a number of places. So if one place, for whatever reason, is less able to provide them, you can make them available in other ways. And as a matter of risk management, the Vietnam's trade surplus this year with the U.S. will probably be $100 billion. This is large, even for the U.S. And it would make sense to keep close communication with the U.S. as there are concerns about even silly things like currency, and I completely agree with Professor Furman that there's no basis for that. But there are other concerns that might have more basis, and it would be good to be in constant communication so these can be smoothed out before something happens. So you need responsive, agile governance to keep this working, is what I'm saying.
In the digital economy, which you absolutely have to develop and want to develop and are developing, you're going to require, as you have said, FDI, foreign training, education. But with reshoring and nearshoring, because of all of the problems we've had in the last few years, attracting FDI will be more difficult. So how can you manage that? Well, one thing to do is to immediately make renewable energy available to industrial zones with foreign firms that want to buy renewable energy. That would give you a competitive advantage compared to other ASEAN countries. You can do this. You've got 5,000 megawatts of unused solar in place with the panels there waiting to produce. You need the transmission lines. You have to combine some batteries and wind to make it smooth. But if you did that, you would have a much easier time attracting companies that have a green agenda, and many of them do. Another thing which you are doing is to take exports from China that are now economic from China, but are now viewed as sort of undesirable to source from China. And Vietnam can and has marketed itself as less contentious and more reliable a supplier. And I think that gives you a way to get some FDI that would not otherwise come your way. And a third, which is less obvious, is to keep the openness that you have and even in a way relax it a bit in terms of flows of information and discussion. If you are open, you will keep your talented people, you will attract talented people, and you will attract FDI that is more comfortable coming to your country rather than one that is, you know, looks more like North Korea. I'm not saying you look like North Korea. I'm just saying that you don't want to go in that direction. Let me say something about infrastructure. This is complicated. You've got a lot of poor, rural, isolated provinces that want a lot of infrastructure that, frankly, they can't use economically very well. You also have a lot of provinces, mainly around Hanoi and Ho Chi Minh City, that attract most of the FDI and quite a lot of the private local investment. And these need infrastructure and can pay for it. And this is a political economic decision. You need, on the one hand, to make sure that all the provinces have a minimum and adequate amount of infrastructure, but you also need to make sure that the thriving places that are reducing the poverty are, you know, well supplied enough that they can keep growing and not get congested. And my suggestion would be that you do an experiment with a local property tax in a second or third tier city. Find out how you assess the properties, how you collect the taxes, let the local government spend it all so they have some money for local infrastructure. Then it doesn't all have to come out of the national budget. It's much too early to do this nationally, but if you get your training wheels on and start knowing how to do it, you'll be ready when it is time. On energy, I think we have some differences. If you look at the last 10 years, the last decade, Vietnam has had the highest rate of electricity to growth. You know, in other words, if you divide the electricity growth rate by the growth rate, that's the highest ratio in the world. The carbon, similarly, growth is the highest in the world. If the PDP-8 projection for electricity demand works out, in 2030, Vietnam will have more electricity per capita than the United Kingdom does. And the United Kingdom has $40,000 of per capita income, and Vietnam in that 2030 will have $5,000 or $6,000. So, you know, you really need to work on efficiency, and you haven't done enough. And in the U.S., where U.S. utilities help their customers become efficient by investing with them in efficiency, the cost of the energy saved is 2.5 cents a kilowatt hour. That's much, much cheaper than doing new energy from any source.
So I think putting more emphasis on efficiency than you have up till now is something that is very high priority. I'm just going to mention that in India, there is a 400 megawatt project that combines solar, wind, and batteries together, and it produces electricity 24 hours a day for 3.8 cents a kilowatt hour. That's about half the cost of coal. You know, if you work on these things, you can figure out ways to use these incredible natural resources you have, both wind and solar, connect them from where they are really efficient to where they're needed, and you'll find that you don't need to import as much expensive natural gas, liquid natural gas. Finally, managing a decentralized grid is really hard. The EVN is not used to it. It's used to a centralized grid. That's the way things have always been done. They need help. And you know, they need new management systems, new data collection. They need new capital. And then they need time to get used to it. So my suggestion would be, first of all, to help them learn how to manage a decentralized grid, and also to consider allowing private investment to connect existing renewable energy to industrial zones. Let the private Vietnamese company build the transmission line, even make it a BOT, so you get it in a little while, and then that takes some of the pressure off EVN to have to adjust the grid very quickly, because that part of the renewable energy is taken away from unbalancing the grid. So, you know, I think if you can just broadly, not just in energy, consider these risk and, you know, measures to manage things, you will continue to succeed in making these dialectical opposites work together and continue to be successful, which I very much hope you will. Thank you. That's why I always say, talking about development and economic policy in Vietnam, Professor David Dapis is always the most prominent and authoritative figure. But now I would like to turn to Governor of the State Bank of Vietnam, Nguyễn Thị Hồng. I'm very proud that now we, in Vietnam, we have the first female governor of the central bank of the country. But actually, you can see that actually no one now envies the job of central bankers this day. With geopolitical tension, rising inflation, and now the prospect of aggressive interest rate hikes. But actually, this is time Vietnam, the first ever also that Vietnam is affected by a global financial crisis. But yet, macroeconomic fundamentals remain sound. But actually, the road ahead is very challenging. So I now to turn to Governor Nguyễn Thị Hồng for her remarks. Kính thưa Thủ tướng Phạm Minh Chính, kính thưa các bộ trưởng, kính thưa ban lãnh đạo, các giáo sư của trường Đại học Harvard và thưa toàn thể các quý vị. Tôi thật sự vui mừng khi được tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đặc biệt vui mừng khi được trở lại trường Đại học Harvard và ngày hôm nay được chia sẻ những cái nội dung liên quan đến hoạt động của ngân hàng trong cái việc đóng góp vào cái xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ. Nhưng mà với cái thời lượng là 5 phút cho nên chắc chắn là tôi sẽ không thể chia sẻ và phân tích các cái khía cạnh của hoạt động ngân hàng trong cái việc này. Cho nên là tôi xin phép chọn một chủ đề. Thì trong cái bài phát biểu của mình thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh là trong cái bối cảnh hội nhập thì cần phải tăng sức chống chịu của nền kinh tế. Thì đối với điều hành chính sách tiền tệ thì cái việc này tôi cho rằng rất là quan trọng. Việt Nam thì là một nền kinh tế có độ mở cửa, nền kinh tế rất là lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
trên GDP thì khoảng gần 200%, rất cao so với các nước. Thế thì hội nhập kinh tế thì mang lại nhiều cái cơ hội cho Việt Nam, nhưng mà các nhà điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ của Việt Nam nói riêng thì phải đối mặt với rất là nhiều những cái thách thức. Thế thì trong thực tiễn những năm vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái đổi mới trong cái điều hành chính sách tiền tệ. Thứ nhất là Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước thì luôn kiên định với cái mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Khi mà thực hiện các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế thì không bao giờ chủ quan với lạm phát. Thì với cái sự kiên định này là một cái chỉ dẫn cho cái việc điều hành để đem lại cái sự ổn định kinh tế vĩ mô như ngày hôm nay. Thế và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì chú trọng với việc theo dõi sát những cái diễn biến tình hình và tăng cường cái năng lực phân tích và dự báo để chủ động đưa ra những cái giải pháp chính sách phối kết hợp đồng bộ và nhuần nhuyễn giữa các công cụ cũng như là giải pháp để điều hành phù hợp với cái tình hình thực tiễn. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước thì không bao giờ sử dụng cái chính sách tiền tệ để mà tạo cái lợi thế cạnh tranh trong thương mại. Và với cái sự kiên định đó và với cái sự linh hoạt ứng phó như vậy thì có thể nói rằng là trong nhiều năm trở lại đây thì cái kết quả kiểm soát lạm phát đã rất là ấn tượng. Trước đây thì lạm phát thì thường xuyên ở mức cao, nhưng mà nhiều năm trở lại đây thì đã được kiểm soát ở dưới 5%, và đặc biệt là đi đôi với cái tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao so với các nước trong khu vực. Thế và thị trường tiền tệ ngoại hối thì rất là ổn định. Các nhà đầu tư cho rằng đây là một cái môi trường rất là hấp dẫn để đầu tư tại Việt Nam, và cái sự ổn định của thị trường ngoại hối và tỷ giá cũng là một cái điểm sáng để mà Việt Nam được cái nâng cao cái xếp hạng tín nhiệm. Vì vậy mà trong nhiều thời điểm, trong những cái năm qua thì kinh tế thế giới biến động rất là phức tạp, khó lường, trải qua những cái cuộc khủng hoảng, thế rồi là căng thẳng chính trị cũng như là căng thẳng thương mại giữa các nước lớn vân vân thì tác động rất là lớn. Tuy nhiên là cái việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Thì đấy là một cái sự mà đóng góp cho cái việc là cho dù kinh tế thế giới biến động như thế nào và trong nước biến động như đại dịch Covid thì cái việc kiên định và cái điều hành cũng là tăng cái sức chống chọi của nền kinh tế trước những cái cú sốc của trong nước và quốc tế. Và tôi lắng nghe ý kiến phát biểu của giáo sư David Dapis thì tôi rất là đồng tình ý kiến của giáo sư, bởi vì chính sách tiền tệ điều hành thì sẽ góp phần một phần để mà tăng cái sức chống chịu của nền kinh tế và tăng cái sự độc lập tự chủ của nền kinh tế, nhưng mà cũng cần phải đi đôi với nhiều cái giải pháp, ví dụ như là đối với chính sách thương mại của Việt Nam thì phải đa dạng hóa cái đối tác và thị trường thương mại, và nhất là tận dụng những cái cơ hội của các FTA. Thứ hai nữa là cũng phải chú trọng với cái thị trường trong nước để mà khai thác cái cầu nội địa, làm cho cái nền kinh tế của chúng tôi không phụ thuộc quá nhiều vào cái cầu của thế giới. Thì với 5 phút thì có lẽ tôi xin phép được chia sẻ chỉ góc độ về cái điều hành chính sách tiền tệ, còn những cái nội dung khác thì rất tiếc là không có thời gian. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Great. Listening to that, we get many great imports from Vietnam, but if only you could tell us how to import your inflation rate, we would be very grateful. Our last panelist is David Golan. He is a scholar of biological chemistry and molecular pharmacology. He is a physician, and most importantly for our purposes, he has insights into the most important aspects of economic policy today, which it turns out is health, not any of the economic issues we've been discussing. He's currently the Dean for Research Operations and Global Programs at Harvard Medical School. True. Yes. Thank you very much, Jason. And Your Excellency, Mr. Prime Minister, honorable ministers, panelists, and guests, it's my great pleasure on behalf of Harvard Medical School to welcome the Vietnamese delegation to Harvard University, in addition to the warm welcome that you've already received from the Harvard Kennedy School. I'm sorry that my dean, George Daly, was not able to be here today, and as you've heard,
many of the senior leadership of Harvard have COVID and were not able to come today as well. I'll try to keep my remarks brief. I know that it's getting late. I wanted to comment on two aspects. One is Vietnam's current COVID-19 situation and some lessons that we can learn for the future. So we've seen through the COVID-19 pandemic that threats of population health can be detrimental to any country's economic development. In addition, of course, health is a fundamental human right. I think many countries have learned, including the United States and hopefully Vietnam, that increased investments in the health sector, and especially in human resources, research and innovation, and also in primary health care, are necessary to secure a strong, independent, and prosperous society. In general, Vietnam has done very well in the COVID-19 pandemic compared to its counterparts and peers both regionally and globally. As of May 12th, earlier this week, there have been over 10 million confirmed cases and 43,000 deaths in Vietnam. But very importantly, 80% of the population is fully vaccinated. Our own country should have done as well, where we're about 66%. So Vietnam adopted a number of key strategies and policies, especially early in the pandemic, to achieve these successes. I'll just tick off a few of them here. Comprehensive contact tracing was introduced very early. Targeted lockdowns were introduced very early. Restrictions on mass gatherings, travel, and mobility also introduced early. Strong infection prevention and control at healthcare facilities. Learning from the SARS 2003 outbreak, where everyone who was infected and died was a healthcare professional, Vietnam has spent the last decade investing in personal protective equipment, education and training, and healthcare workers to enhance infection prevention and control activities. Through a grant from the USAID, Harvard Medical School, and two of our affiliated teaching hospitals, Beth Israel Deaconess Medical Center and Brigham and Women's Hospital, have supported national-level hospitals such as the Vietnam Children's Hospital in training and hospital regulations development in infection prevention and control, including curriculum development, training, and experience sharing from Harvard Medical School experts from 2015 to the present day. Fifth, there's been clear and consistent and creative public health messaging around the pandemic. The government of Vietnam communicated a simple strategy of good citizenship known as the 5 Ks, including face masks, hand hygiene, safe distance, health declaration, and avoiding gatherings. Again, we have lessons to learn in this country from this. The sixth strategy was mobilization of the health workforce. Early on in the pandemic, Vietnam recognized the need for a robust and strong health workforce. This resulted in the Minister of Health mobilizing senior medical students nationwide to respond to the pandemic as contact tracers, community educators, and healthcare personnel to work in quarantine facilities. Harvard Medical School was proud to support this effort, and together with USAID, private sector partner Novartis, and the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City, mobilized almost $700,000 in U.S. funding to train 5,800 medical students at 10 universities of medicine and pharmacy nationwide in COVID-19 prevention and control. These students were subsequently deployed to assist in major outbreaks around the country in 2020 and 2021. Harvard Medical School also collaborated with the Ministry of Health and the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City to launch an online COVID curriculum and in-person training at 10 universities of medicine and pharmacy nationwide. This quick response was made possible because we had strong existing relationships with the Ministry of Health and with universities across the country through the USAID-funded Improving Access Curriculum and Teaching in Medical Education and Emerging Diseases, the so-called Impact Med program. Ultimately, almost 200 faculty, almost 9,000 medical students and residents, and almost 1,000 key health workers from 200 healthcare facilities nationwide were trained and certified as first responder ready for COVID-19 deployment and were actively engaged in fighting the pandemic. And finally, the strategy of rapid procurement and deployment of vaccination was made. As we've already heard, Vietnam has a very exemplary 80% vaccination rate. So
turning to lessons for the future, there are three points that I would like to discuss, centered around enabling Vietnam to develop a strong, strategic, competitive, and resilient health sector after COVID, and also one that is integrated with regional and global partners, since threats to human health are clearly not confined to national boundaries. The first recommendation is additional prioritization and investments in training in a highly skilled healthcare workforce. This will future-proof the Vietnamese healthcare system and ensure high-quality, evidence-based healthcare delivery to the Vietnamese population that is responsive to their needs. This will require the Vietnamese government to invest in the transition of education from a knowledge acquisition and theoretical approach to a competency-based approach. And second, it will require creating and strengthening policies around medical education accreditation to align with regional and global frameworks. Currently, Vietnam is one of the few countries in Asia that does not have medical education accreditation systems or medical licensing examinations aligned with global frameworks. Prioritization and investments in this are critical to ensure a strong healthcare workforce, and indeed efforts in this have already begun. For example, the University of Medicine of Pharmacy in Ho Chi Minh City, under the leadership of Professor Tran Diep Thuan, has completely reformed its six-year medical education curriculum towards a competency-based medical education and will graduate its first class in the new curriculum this November. This is a major milestone for Vietnam. Harvard Medical School is proud to have been a partner with the university in achieving this goal and will continue to partner with the university to spread this experience and knowledge to 10 additional universities. Continued investments and prioritization of healthcare professionals by the government of Vietnam will accelerate this process and help Vietnam integrate regionally and globally. Secondly, we would recommend creating a favorable environment for scientific research and innovation. This is critical to building an independent and autonomous economy for Vietnam, increasing competitiveness, and ensuring strategic infrastructure. Vietnam currently has limited experience with scientific research and innovation, especially in the biomedical sector. Additionally, research and development of new biomedical products and devices are also limited. In order to accomplish this goal, collaboration and knowledge sharing are critical. At the beginning of the COVID-19 pandemic, Harvard Medical School launched the Massachusetts Consortium on Pathogen Readiness, an unprecedented unification of 17 different academic institutions and biopharmaceutical companies in Massachusetts to address both the immediate and the long-term challenges of the COVID-19 crisis and enhance preparedness for future pandemics. Our organization has brought together the community in an unprecedented way, catalyzing vaccine development and deployment, deepening our understanding of the SARS-CoV-2 virus, including the emergence of new variants, informing new treatment guidelines and new therapies, and enabling better understanding of the long-term effects of COVID, so-called long COVID. I feel strongly that a similar approach can be utilized in Vietnam to propel its scientific research and innovation. Vietnam can leverage its top universities, such as the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City, Hanoi Medical University, and Hue University of Medicine and Pharmacy, to partner with international universities such as Harvard, who have experience doing this, as well as biopharmaceutical companies, to become a leader in the field of biomedical research, innovation, and drug development. For example, we could imagine creating a Center for Biomedical Research and Innovation as a partnership between Harvard Medical School and the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City, and that could serve to catalyze partnerships with other local universities and domestic and multinational biopharmaceutical companies. This will allow for technology transfer, bringing the technical knowledge and skills needed to enable a competitive biomedical sector, building a strategic biomedical infrastructure for Vietnam, and simultaneously allowing for an independent economy that is globally connected to other research and innovation hubs around the world. This ambitious vision will require high political commitment and financial investment from the government and private sector companies, including Vietnamese private sector companies, but it is a goal well worth pursuing. And finally, we would recommend investments in primary health care strengthening to respond to future health threats and external shocks.
Emerging research shows that countries with lower pandemic rates and deaths often have strong community-based approaches to health care. During the Delta wave of the virus, as well as subsequent COVID waves in Vietnam, the primary health care response was relatively weak, which caused an overwhelming of the health system and took a heavy physical and mental toll on health care workers. As Vietnam looks to create a strong and resilient health care system, it should consider a renewed focus and investment in primary health care, including strengthening the health care workforce and facilities at the commune level and selectively redirecting investments from expensive tertiary care to primary health care. Vietnam has achieved a remarkable universal health coverage rate of 87% of the population, but the majority of the government budget for health care still remains at the hospital level. A redirection of funds and political commitment to the primary health care system is needed, and in addition, an integration of public health functions with medical services delivery at the Ministry of Health and provincial levels, and new training for public health leaders in public health policy and management will serve to strengthen Vietnam's healthcare system, enabling its resiliency and responsiveness to future external public health shocks, including emerging pathogens and the health effects of climate change. Thank you very much. Terrific. So we're going to take a little bit more time for this event. I know everyone's very excited for the Bruins hockey playoff game, which begins at 4:30. But a commitment to open dialogue and the opportunity for you to ask questions is an important part of Harvard University. And to that end, you'll get to ask. You can raise your hand. You have to wait for a microphone. And you can ask one question and identify yourself. So right over there. Oh, and sorry, try to say one person you would like to answer your question, if you can. Thank you very much, Prime Minister. I would like to ask about the Mekong River Delta, specifically it being a geopolitical asset for Vietnam. However, the access to the water has been limited by dam building activities in the upstream part controlled by China, which has downstream effects in which crop yields as well as agricultural products yield have decreased. So what is the Vietnamese government doing to try and limit this influence, and how is it working with its neighbors to try and coordinate a response to this new activity, new dam building activity from upstream? Tôi xin thay mặt đoàn trả lời chứ. Rất là cảm ơn bạn quan tâm đến cái dòng chảy của sông Mekong. Đây là một vấn đề lớn mà trong cái thảo luận của ASEAN hôm qua thì ngài Tổng thống Joe Biden cũng có đề cập đến. Thì tôi xin trả lời thế này. Đây là vấn đề, cũng là vấn đề của khu vực, cho nên phải có sự chung tay của khu vực. Cái thứ nhất là như vậy, và cũng tác động đến tất cả người dân trên lưu vực sông Mekong và trên dòng sông Mekong. Vì vậy cho nên là phải có cái sự chung tay của người dân. Thì chúng tôi tiếp cận cách này và kêu gọi các cái nước phải hợp tác, kêu gọi người dân phải hợp tác. Đây là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai là trong cái cơ chế ủy hội sông Mekong thì các nhà hoạt động và đảm bảo cho cái dòng sông Mekong nó hiền hòa, nó an toàn thì cái cơ chế này phải thực hiện. Chúng tôi đã phối hợp với cái cơ chế của ủy hội sông Mekong để thực hiện này. Và cái thứ ba là cái trách nhiệm ngay thẳng ở Việt Nam thì phải góp phần làm cho cái dòng chảy này nó tự nhiên và nó thích ứng với lại những cái biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có rất nhiều cái biện pháp liên quan đến cơ chế về thể chế, cũng phải có những cái quy định nhất định. Cái thứ hai là phải có cái cơ chế hợp tác như tôi nói ban nãy. Và cái thứ ba là cũng phải tập trung để mà thích ứng với lại cái biến đổi khí hậu, cộng với lại thích ứng với lại
cái biến đổi mà đang làm thay đổi cái dòng sông Mekong này. Và cái thứ tư là phải cùng với hợp tác quốc tế để làm sao mà giải quyết các cái vấn đề liên quan đến hệ sinh thái của sông Mekong đang bị ảnh hưởng. Đã cần phải có cái sự chung tay và hợp tác quốc tế, đồng thời có cái sự nỗ lực của bản thân Việt Nam để làm tăng cường cái hạ tầng, và đặc biệt là cái làm cho cái dòng nước sông Mekong nó trở nên vừa hiền hòa, vừa sạch sẽ và vừa an toàn. Xin cảm ơn đại biểu đã có cái câu hỏi rất hay, và đây cũng là vấn đề lớn của chúng tôi. Another question right over here. Thank you so much for a wonderful panel discussion. I'm Sarah, a graduate student here at Harvard, and my question is also for the Prime Minister. Here at Harvard and the local region, entrepreneurship and innovation is heavily promoted and encouraged. What is Vietnam doing policy-wise or in other ways to encourage and stimulate entrepreneurs and startups? Thank you so much. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã hỏi cái câu hỏi này. Cái đổi mới sáng tạo là một cái quan điểm nhất quán của chúng tôi. Tức là ta vừa phải kế thừa, vừa phải có đổi mới, vừa phải có sáng tạo và phát triển. Cái quan điểm rất rõ của chúng tôi là như vậy. Cho nên là trước hết là phải có một cái hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo. Mà hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo này thì phải trước hết là phải có cái thể chế để làm cho cái đổi mới sáng tạo nó đi đúng hướng, nó đi đúng luật. Mọi người phải tôn trọng để cái đổi mới sáng tạo nó có tập trung và có hiệu quả. Và cái thứ hai, đổi mới sáng tạo thì không thể thiếu nguồn lực. Chúng ta phải huy động nguồn lực bằng mọi cái cách để chúng ta làm, trong đó có cái hợp tác công tư. Cái đầu tư công thì cũng có hạn thôi. Và cái thứ ba, đổi mới sáng tạo thì như tôi nói đấy, vẫn là trung tâm là con người. Làm sao cho con người phải tự mình đổi mới sáng tạo, mỗi người dân phải đổi mới sáng tạo, thì lúc đó toàn xã hội và cả đất nước phải đổi mới sáng tạo. Và cái thứ năm là đổi mới sáng tạo thì phải có cái sự chung tay hợp tác quốc tế thì mới đổi mới sáng tạo và mới tạo ra được cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, không những tại Việt Nam mà cả cộng đồng quốc tế nữa. Và đây cũng là chính là đóng góp cho cái cộng đồng quốc tế về đổi mới sáng tạo. Thì như vậy, cái thứ hai là chúng tôi tập trung cho khuyến khích cho, có các cái chính sách khuyến khích cho cái lập nghiệp, cái khởi nghiệp, cái startup là cho, do cái chỗ anh Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư đây đang thực hiện. Thì nói tóm lại là đổi mới sáng tạo là một cái động lực, và muốn trở thành cái động lực thì phải có cái sự đóng góp của toàn dân và có cái sự hợp tác quốc tế để chúng tôi mới đổi mới sáng tạo thành công được, và tạo ra một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tính toàn cầu, mang tính toàn dân và mang tính toàn quốc để có sự hợp tác quốc tế. Không biết tôi trả lời như thế đã thỏa mãn chưa? We have one in the back there. If you just wait, the microphone is coming. Hello, Prime Minister. It's a great honor to listen, to be able to listen to you in person. I'm an exchange student with the Harvard Kennedy School Ash Center. So my question is, how relevant is Chinese experience of open up on a reform for Vietnam's current aspirational economic development and other reforms? Thank you. You want to clarify the question? Ban nãy thì tôi trình bày cũng tương đối là dày dặn về cái này. Thứ nhất là đổi mới của chúng tôi thì phải tập trung vào cái xóa quan liêu bao cấp. Cái quan liêu bao cấp nó là gắn với lại cái nền kinh tế của Việt Nam nó quá lâu rồi. Cho nên là trước hết phải xóa cái quan liêu bao cấp. Cái thứ hai là phải đa sở hữu.
Trước đây thì chúng tôi chỉ có sở hữu nhà nước thôi. Bây giờ mình phải đa sở hữu ra để huy động nguồn lực. Muốn huy động nguồn lực là phải đa sở hữu. Cái thứ ba là phải hội nhập quốc tế. Đổi mới mà không hội nhập quốc tế thì cũng được. Thì tôi nghĩ ba cái trụ cột này là rất quan trọng. Thế còn ngoài ra thì còn rất nhiều các cái biện pháp khác mà trong cái bài trình bày của chúng tôi đã nói đấy. Và cái xuyên suốt ở đây là cái gì? Là xây dựng một cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để góp phần đổi mới cái nền kinh tế của chúng tôi. Và quá trình đổi mới thì bao giờ cũng sẽ nảy sinh những vấn đề mà nó tồn tại, nó mâu thuẫn thì lại tiếp tục phải giải quyết nó bằng các cái biện pháp về thể chế, bằng công nghệ, bằng đổi mới sáng tạo và bằng các cái nguồn lực khác để chúng ta giải quyết cái mâu thuẫn trong quá trình đổi mới. Và cái chuyện đấy là trong quá trình đổi mới thì luôn luôn đặt cái sự vật và con người trong sự vận động phát triển. Luôn luôn là nó sự vận động như thế, nó có kế thừa, có đổi mới, có phát triển. Nhưng mà rồi nó lại sinh ra những cái mâu thuẫn mới, rồi phải tiếp tục giải quyết nó. Và sau khi giải quyết nó thì nó phát triển nhưng nó lại tiếp tục lại đẻ ra những cái mâu thuẫn mới nữa trong quá trình phát triển. Cho nên là trong cái đổi mới phải luôn luôn đặt trong cái sự vận động phát triển. Trên cơ sở đó chúng ta vừa có lý luận vừa có thực tiễn để chúng ta giải quyết. Ông hiểu tôi trả lời như thế đã được chưa? See a question over there. Rất là sôi nổi, rất là cảm ơn các bạn. Micro. Good afternoon, Mr. Prime Minister. My name is Thai. I'm a Vietnamese computer hacker. I'm currently working at Google, a firm in California. I try to keep my questions short, but I need to provide some background. So please bear with me. Ever seen the computer system at Vietnam Airlines and Tân Sơn Nhất Airport were hacked in 2016. I've been trying to help, you know, assess Vietnam cybersecurity, and what we have found is terrifying. We found that we could hack almost any system in Vietnam. You're going to have to, I know you need time, but you'll have to make it get your question quickly. It never took us more than a few days to hack any computer system in Vietnam. And let me give you an example. Last year, we found serious vulnerabilities in Vietnam. I'm sorry, it's not, you're telling us, you're not asking the question. So what I want to know is, I'm a computer hacker, right? And I have a few friends who is really interested in helping Vietnam. What else, what we can do to help Vietnam strengthen the security of the digital economy? Mm. Thank you. Vâng, vấn đề an ninh mạng là một vấn đề của toàn cầu, không phải của Việt Nam. Mà tôi nghĩ ngay Hoa Kỳ cũng có gặp phải cái vấn đề an ninh mạng. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang phải hợp tác quốc tế, rồi tự cái năng lực của mình qua cái kinh nghiệm xử lý các vấn đề an ninh mạng thì phải cố gắng lên. Như vậy, cái chúng tôi muốn ở đây là các bạn hỗ trợ chúng tôi về cái hoàn thiện cái thể chế liên quan đến cái phòng chống cái an ninh mạng này. Cái thứ hai là cái công nghệ về liên quan đến cái phòng chống hay là liên quan đến an ninh mạng. Và cái thứ ba là đặc biệt là đào tạo con người thì cái tạo ra cái an ninh mạng này, mất cái an ninh mạng cũng là con người. Thế thì chúng ta cũng phải tạo ra những con người biết chống lại những cái an ninh mạng này, thì cái đào tạo nguồn nhân lực thì chúng tôi nghĩ là cái quan trọng nhất. Các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi. Không biết tôi trả lời như thế có được chưa? So I wish we had more time for questions, but unfortunately we don't. So hopefully you'll have to come back another time. And to close out the event, I think, is that you, Tommy, or anyway? Prime Minister. Okay. Very good.
Thank you very much. Again, Prime Minister Chin and members of his delegation in the discussion group, I would like to thank you for your presence. A piece of business that we need to do first is you all need to stay seated while the Prime Minister and his delegation depart the room. But before that happens, I wanted to, as I observed in my introductory remarks this afternoon, I wanted to say how much I think this dialogue has enriched our experience, and we learned a great deal. I hope you benefited by it as well. The ability of Harvard and our partners in Vietnam to work together to study the opportunities and challenges facing Vietnam would only be possible without the support of partners who provide the resources that we need to make the research and faculty exchanges possible. And I want to thank Ambassador Napper and the Bureau of Educational and Cultural Affairs for their major support for these activities. I'm also delighted to acknowledge the presence this afternoon of a new potential partner and opportunity at the Harvard Kennedy School with the presence of Mr. Nguyen Thanh Hung, the co-founder of the SOFICO Group. We are in discussions with them about how to strengthen the research capacity of energy and climate. And this came out of discussions with the State Department and John Kerry and his visit to seeing the problems in Ho Chi Minh City's dealing with climate. This is an opportunity that we really look forward to working with all of you in the future. So, as I mentioned in closing, Prime Minister, speaking with us today, best of luck on the remainder of your visit in the United States, and I want to thank our distinguished panelists and everyone who attended for this special afternoon opportunity. So, ladies and gentlemen, please stay seated as well.